đi chút xíu thì không có gì. Nhưng mà khi mà chúng ta bị một trong những cái chúng ta chỉ này tới đổ xăng ở dưới Cypress nè, Costco đông không bà con, quá trời người luôn. Bây giờ chờ 5 phút rồi đó, xăng bữa nay là 5 đồng 85 một gallon. Mình coi cái app Gas Buddy á, ngày nào ở Mỹ thì có cái app này nè, app này là Gas Buddy nè, ở trong phone á mình bấm vô là mình coi cái giá xăng ở xung quanh mình á, 5 đồng 85 là rẻ nhất nè, xăng Costco nè, còn mấy kia là gần 6 đồng hoặc trên 6 đồng hết nè. Còn 3 chiếc xe nữa là tới mình đó. Đây là 5 đồng 85 sen 87, còn xăng 91 là 6 đồng 05 sen rồi. Số nhảy lia lịa không, cái cây xăng này là mới nè, người ta mới gắn nè. Mình đứng cái chỗ này hên mát, gió thổi mát, nhưng mà nhiệt độ bữa nay ở ngoài là 82 độ nha, cũng nóng lắm. Ngồi trong xe thì nóng mà ra khỏi xe thì mát. Đổ xăng xong rồi đi vô trong Costco đi vòng coi nó bán gì mới không, với lại mua nước uống, mua hot dog ăn, mua da u ở trong cũng có bán nữa. Xăng mình mới có nửa bình à, như là mình đổ luôn đi, tại vì chở mấy đứa ở nhà nó đi Costco với bà xã đi trọng á, sẵn đi đợi đổ xăng luôn. Bữa nay là vô mùa hè rồi, mấy đứa học sinh nó được nghỉ học rồi đó, Costco đông lắm. Cái chỗ đậu xe bên ngoài này nó rộng, diện tích nó rộng chắc cũng bằng hai cái sân đá banh nữa nha bà con, suốt bên kia luôn. Còn cái Costco bên trong là khoảng bằng cái sân đá banh nó trọng á. Giờ đi vô đây thấy mát nè, thấy cái hơi lạnh nó tỏa ra nè. Đây thấy cái kem đánh răng này good nè, 24 đồng 49 một hộp là 4 cái, cái hiệu này tốt nè. Còn dầu gội đầu Pantene thì cũng đang on sale, bây giờ nó lên giá hết rồi, sale rồi đó, còn 9 đồng một chai. Nên là dầu gội, còn này là dầu xả nè, conditioner nè, Pantene bự đó, cái này cũng tốt nè. Kem này là kem xức vô cho cái da nó trơn á, nó da nó mềm, Centerfield. Vô đây là mua chuối nè, 1 đồng 59 sen, lấy cái này chuối, đổ xăng, mua thuốc bổ cho thằng Tư rồi đi ra thôi. Ở đây mát lắm nha bà con, mấy cái dàn máy lạnh ở trên trần nhà đó nó thải ra khí lạnh ra đã lắm, giống như mình mở tủ lạnh, cái cửa tủ lạnh á, cái hơi lạnh nó thải ra đã lắm. Costco bán bánh quá trời, bánh croissant. Bữa nay không có gì sale nhiều lắm nè, thịt bò 10 đồng 9 đồng 99, 4 miếng bự lắm nha, dày 1 inch. Đây cũng bán thịt bò nhiều nè, bò quá trời luôn, thịt heo, thịt bò, thịt sườn 3 đồng 99, tức là 4 đồng một bao á. Đây là thịt sườn nè, xúc xích. Còn đây là gà roti quay sẵn nè, mua về nhà ăn thôi. Còn đây là sườn nướng nè, người ta làm sẵn ở đây về nhà ăn thôi à. Này mấy cái đồ ăn làm sẵn đem về nhà ăn hả? Trong đây mát quá, máy lạnh đã chứ sợ ở ngoài nóng thì chết luôn. Sườn đó là sườn nướng á. Wow. Trong đó là trứng, trong đó là tủ lạnh á trọng á. Trứng với sữa. Tủ lạnh vô đó là lạnh rung luôn á. Đây là sushi nè. Sushi người ta làm sẵn nè, mình mua về ăn thôi. Giờ mùa hè tới rồi, chỗ này nó bán mấy cái than để đốt lò barbecue nè, ly nước uống nè, nước Coca-Cola, napkin, lò nướng barbecue. Trước mặt là lò nướng barbecue á, 800 mấy. Wow, lò này hiện đại quá nha. Có số điện tử gì tùm lum nè, số nhảy tùm lum hết, 850. That looks good. Mấy lò này phí thế quá ha, 800 đồng. Đó, đã không? Lò nướng barbecue, wow, smoker. Cái này Louisiana Grill, cái ông này ông công ty bán lò, là đang quảng cáo á. Lò để sẵn rồi, mua là chở về thôi. Bên kia là bán quần áo. Cái đây là mấy cái tủ lạnh nè, bán đồ lạnh, đông lạnh á. Da u, nói chung bữa nay cũng không có on sale gì nhiều,
mua cái bịch chip cho tụi nó. Chip này nè, chip khoai tây á, tụi nó khoái á, sale còn 4 đồng 49 cent một bịch. Trên đó đó, chip này nè. Đây là thuốc bổ cho con nít nè, bán 11 đồng hai chai. Thằng Tư nó hay uống cái này nè. Thuốc này là gummy bear đó, cái dạng giống gummy bear. Thuốc bổ nhiều lắm, đây là cho người lớn 11 đồng 49 cent gummy bear luôn. Nhưng cái dàn hàng là thuốc bổ không à. Đây là glucosamine hả? Ồ, này là thuốc bổ tim. Thuốc bổ tim 21 đồng 49 cent một hộp này, 100 viên. Nguyên một cái dãy này là bán thuốc trị đau khớp xương nè. Có chất glucosamine. Này là hiệu của Costco, bán 21 đồng 49 cent. Nhiều loại lắm. Cái này 50 đồng lận. Thuốc này nhỏ hơn nè. Triple action, người nào mà ngồi văn phòng làm việc á, bị đau đầu gối á. Này là dạng nước nè. Nước uống nè, thuốc mà cái này là giúp đau khớp xương. Move free nè, cái này thuốc glucosamine nè, cái này nó đang sale nè. Bớt ra còn 18 đồng, bớt 6 đồng, một hộp này 75 viên nè. Cái này hiệu đồ hiệu nè. Công thức nè, gấp 3 lần luôn. Uống vô chạy bộ luôn. Nhiều loại á, quá trời quá đất. Thuốc bổ nhiều lắm. Bây giờ người ta cũng không có đi Việt Nam nhiều, cho nên thuốc bổ nó bán ế, không có bán được chạy giống như ngày xưa nữa. Trước mặt là cái quầy pharmacy của Costco. Qua đây, pharmacy. Thuốc bổ không à. Thuốc bổ mắt có biotin nè. Uống cái này vô nó giúp cho mọc râu, mọc tóc, cho nhiều nó ra lại lắm. Biotin. Rồi, mua mấy món vậy thôi. Giờ ra tự trả tiền ha, sao check out. Rồi, scan vô. Scan membership vô. Rồi, scan đi. Mua có mấy món à, 3 món à. Rồi. Đền. Trả tiền, bỏ thẻ vô. Rồi xong rồi đó, lấy receipt. Tự trả tiền luôn. 17 đồng 92 cent. Rồi đi ra. Ở trong đây cũng có đo mắt nè, làm mắt kiến. Ở đây là cái tủ, nếu mình mua hàng ở trên mạng online á, mình có thể chọn là mình pick up ở đây nè, thì người ta bỏ vô mấy cái tủ này, người ta bỏ cái code vô đây, mình bấm thì cái cửa này nó mở ra mình lấy. Chỗ này là mắt kiến ha. Còn đằng kia bán vỏ xe. Kiến ở đây cũng good quality nhưng mà nó hơi mắc một chút xíu. Cái gọng nó 100 mấy 200 đồng cái ít nhất. Nên đó cái tủ bán nước đá, đá cục á, 3 đồng một bịch bự tổ chảng. Còn trong đây bán vỏ xe với bán bình điện. Bình điện mình hết á, hư á, vô đây mình mua. Còn cái quầy bên đây là membership, làm thẻ hội viên á, mình không thích mình trả đồ lại. Thẻ cao nhất là 120 đồng một năm, 60 đồng một năm, 60 đồng một năm. Thẻ mình đang xài là cái loại 120 đồng một năm. Mình không thích mình đem đồ trả lại đó, người ta xếp hàng người ta trả đồ lại á. Rồi đi ra, người ta kiểm tra cái biên nhận nó coi đúng không mình về. Trời, ngoài nóng mới sợ, ở trong đó mát á. Giờ qua đây mua hot dog, đi mua nước uống, mua pizza cho tụi nó ăn. Đây chỗ bán đồ ăn mà, xếp hàng đi. Do get a spot over there, tớ. Get a spot here. Ở đây có chỗ trống nó ngồi. Oh, somebody got it before you, tớ. À, xếp hàng dài quá hả? Ok. Này, cái hàng này cũng dài quá ha. Mua hot dog đi, 1.50 đồng à. 1.50 đồng cho ly nước free. Còn mua ly nước không, ở 59 cent rồi. Pizza là 2 đồng một miếng, mà mua cái bánh bự luôn là 10 đồng. Mua lẻ là thành 12 đồng. Chicken bake 3 đồng. Hot dog ở đây nó ăn ngon hơn ở bên Việt Nam. Trước giờ Việt Nam hot dog ở bên ăn nó không có giống gì ha. Nó không có cái vị, nó không có giống của mình. Ăn cũng như là ăn cái gì chứ không phải ăn hot dog. Hamburger bên cũng vậy đó. Mặt đa nồ bên Việt Nam nó cũng giống bên Mỹ, nó khác.
mình lấy cái ly nước đó xong mình ra đây nè, ở đây có mấy cái máy nước nè, đó mình muốn uống gì mình bấm uống thả vàng luôn, uống chán rồi đi về giữ cái ly lại, mai mốt tới uống nữa cũng được không sao hết. Ngon quá ha, thơm mới sợ luôn á. Wow, lúc biết xúm mi đã không? Ăn thử nha. Ngon quá. Cái này là bánh nướng ở trong là thịt gà, gà ở trong đó. Ngon quá.